Hồn nhiên nó là cái biểu hiện ra bên ngoài ấy, của một cái tâm hồn nó rất là trong sáng. Anh hình dung nó giống như là một cái tính chất, một cái phẩm chất, một cái đặc điểm, đặc trưng, một cái vẻ đẹp đặc trưng ở trong tâm hồn của trẻ con. Cái xuất phát điểm mà mình làm đó hay là vì nghĩ là mình giúp bọn trẻ con. Sau đấy thì thấy là cái việc giúp ấy nó là cái thứ mà nó không phải là cái đúng bản chất lắm của cái mối quan hệ đấy. Thực sự ra thì mình giúp chúng nó thì ít, nhưng mình thấy là chúng nó giúp lại mình còn nhiều hơn. Rất là nhiều người trong số chúng ta ấy, là cố gắng là chạy theo những cái chuẩn mà xã hội quy định là thế này là tốt, thế này kia là tốt, và chúng ta cũng khổ sở với việc đấy. Trong khi đó bọn trẻ con thì nó không chạy theo những thứ đấy, nó có những thứ khác có sẵn. Đấy là cái sự hồn nhiên đấy. Thì cái thời gian chúng nó suy nghĩ một cách vui vẻ hoặc là cười đùa một cách thoải mái tự nhiên ấy, nó rất là nhiều. Tiếp xúc bọn nó thì khiến cho mình cảm thấy là với cái nhận thức đấy nó làm thay đổi cuộc đời mình. Hàn Quốc à? Anh cũng giống như là chắc là giống như nhiều người thôi, ra trường xong rồi là cũng cuốn vào việc là đi tìm việc làm, xong rồi cũng làm việc định cuồng. Cái thời ngày xưa thì cái công ty anh làm thì ai làm về design, rồi làm về truyền thông, thì có hay làm việc với rất là nhiều các cái tổ chức phi chính phủ, làm với nhiều các dự án xã hội và nghệ thuật. Đấy nó cũng là cơ hội mà anh cũng đi nhiều và cũng gặp nhiều bọn trẻ con ở khắp nơi. Bọn nó hồi đấy toàn cỡ tầm khoảng 8-9 tuổi. Cứ nhớ là có một thằng được xét là không thuộc diện là được vào lớp. Tên là Tuấn, rõ ràng ở đấy chả hiểu sao gọi là của. Nó cứ lồng lộn ngoài cửa, nó còn treo cái cả cửa nó đu. Cái con kinh công nó huynh ngay xong nó gào thét, nó đòi vào. Thì cho nó vào cũng vẽ. Ông cầm cái viên sáp nó ấn xuống giấy ấy, cực kỳ mạnh. Nó vẽ như là chút hết cả sức lực vào. Hồi đầu đấy thì cứ loanh quanh phải mấy năm trời, nó chỉ vẽ được mấy cái số ấy. Không vẽ ra một hình hài thì nó chỉ vẽ mấy cái số ấy. Thì hỏi ra thì sau đấy biết là cái số phòng nó như vậy. Về sau thì cũng vẽ vời linh tinh đủ thứ. Thằng Hiệp thì hồi đấy anh nhớ là cái lớp vẽ hôm đầu tiên thì là thằng Hiệp nó mới vào. Hôm đấy hình như cũng là hôm đầu tiên nó vào. Thì mình ấn tượng là ông nằm luôn trên đất, ông vẽ dưới đất. Mà nó thằng đấy nó vẽ rất là đẹp luôn. Rồi là hồi đấy anh nhớ cái Giang ấy, là đứa gọi là gương mẫu, gọi là học sinh chăm ngoan kiểu mẫu ở đấy. Thì mình cứ nhớ là nó vẽ thì nó vác. Thì cứ kể là nó vẽ cái nhà là cứ đường thẳng nó bắt đầu vẽ kẻ. Lúc đấy mình cũng nghĩ là con này vẽ thế cũng hay, tự nhiên thì ra một cái kiểu nó khác hẳn đi. Thì cũng chẳng nói chuyện là hồn nhiên không hồn nhiên gì ở cái đoạn đấy, là chỉ là đi đơn giản là cho bọn nó vẽ và coi đấy là một cái mang tính chất là để giải trí cho bọn nó thôi, một cái hoạt động mà để cho chúng nó xả, cho chúng nó thể hiện. Từ năm 2006 thì khi mà đi châu Âu ấy, vào cái bảo tàng của Picasso thì rất là chú ý đến mấy cái sản phẩm mà người ta làm cái đồ lưu niệm mà in cái tranh của Picasso vào áo thu và sổ mà bán rất là mắc. Nói chung hơn cả trong cái bảo tàng đấy thì ở trên tường nó lại có cái câu tổ
tôi chỉ mất 4 năm để vẽ như fan, tôi dành cả đời vẽ như một đứa trẻ. Cái kiểu mà vẽ giống trẻ con ấy, nó có một cái, có cái gì rất là đặc trưng, nó rất là gì đấy, rất là khác. Nó sẽ không có toan tính gì cả, thần túy là cảm xúc thôi. Thì người ta hay nói là form bất tứ thì nó dễ touch đến mình hơn, nó dễ làm cho mình có cái cảm xúc hơn. Thì sau khi mà đọc cái câu đấy xong, lúc đấy cũng lại nghĩ Nguyên Thuyên, xong nghĩ là ông đấy thì ông ấy kiểu dành cả đời vẽ những đứa trẻ, trong khi mình có một đống bọn trẻ con ở nhà mà chúng nó vẽ cảnh hàng tuần đấy, chúng nó vẽ cũng hay. Xong rồi nghĩ là hay là mình về làm giấy trò lại in cái tranh của trẻ con nó vẽ đấy, xong rồi bán, xong rồi là lợi nhuận thì quay trở lại giúp chúng nó, thì nghĩ là như thế thôi. Để có một cái sản phẩm của Gió He thì mình là vốn sản xuất, cho nên là mình phải thực hiện đầy đủ các cái quy trình để ra được sản phẩm. Một cái bước của cái quy trình đấy đều nó có cái tiêu chuẩn riêng, từ cái việc là lựa chọn nguyên phụ liệu, lựa chọn về quy cách nguyên phụ liệu, chất liệu, rồi công nghệ in để cho nó phù hợp với cả cái ý đồ thiết kế, cái đặc thù của hình in của cái Tòa He, nó không giống các sản phẩm khác, cho nên là cái công nghệ in lên sản phẩm đấy cũng lại là một công nghệ rất đặc biệt nữa. Và có thể nói hiện nay nó là một công nghệ tiên tiến nhất, tiên kỹ thuật số tiên tiến nhất hiện nay. Yếu tố chất lượng trong việc gia công đường kim mũi chỉ nó là yếu tố rất quan trọng để quyết định lên cái hình thức của sản phẩm mình. Sau 10 năm thì mô hình hoạt động của Tòa He hiện giờ thì đã phong phú hơn cách đây rất là nhiều. Thì Tòa He hiện giờ là có 3 mảng hoạt động chính. Một là Tòa He Style, hai là Tòa He Play và ba là Tòa He Bank. Cái Tòa He Style thì nó bao gồm những hoạt động là liên quan tới việc mà thiết kế, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm phụ kiện có in hình tranh vẽ của các em thiệt thòi. Thế còn mảng Tòa He Play thì hiện giờ là có hai mảng chính ở dưới, là một là sân chơi sáng tạo miễn phí cho các trung tâm các trẻ em thiệt thòi, phần thứ hai nữa là sân chơi sáng tạo cho các trẻ em thành phố.
và mảng Tòa Hè Banh. Thì Tòa Hè Banh chính là mảng mà hiện giờ là mảng mới nhất của Tòa Hè, đấy là tập hợp tất cả các bức tranh của các trẻ em nói chung, không phân biệt là thiệt thòi hay thành thị, Việt Nam hay nước ngoài, mà cứ là tranh của trẻ em sẽ tập hợp vào trong một cái kho tàng tranh rất là lớn gọi là Tòa Hè Banh. Thì từ đấy thì những khách hàng hay là những người quan tâm mà muốn mua, muốn xem, muốn thưởng thức, muốn khám phá về thế giới của trẻ thơ hay là muốn sở hữu cho mình những cái bức tranh của các trẻ em thì có thể đến với cả Tòa Hè Banh. Thì đấy là ba mảng chính của Tòa Hè hiện giờ. Một cái nó rất là quan trọng ở Tòa Hè ấy, đấy là bản thân tự cái mô hình của Tòa Hè ngay từ đầu khi mình xây dựng cái tầm nhìn sứ mệnh ấy, nó đã hướng tới một cái thứ gì đấy nó cao cả, nó hướng tới một cái thứ tốt đẹp, nó hướng tới việc là vì cộng đồng. Thì có một cái phần nhu cầu khác nữa của người ta ấy là người ta muốn nhu cầu được chia sẻ, nhu cầu được trở thành một cái gì tốt đẹp, nó cũng là một cái nhu cầu. Nhu cầu trở thành một cái phần nào đấy của một cái thứ gì đấy nó tốt đẹp, nó cũng làm cái nhu cầu. Thì với Tòa Hè thì nó ngay từ gốc cái mô hình nó đã hướng tới cái điều đấy rồi, nên là nó là một cái mô hình nó hầu như tất cả các yếu tố nó đều hướng tới chuyện làm sao để cho người ta cảm thấy happy. Từ cái tầm nhìn sứ mệnh cho đến các cái tiêu chí hoạt động của các hệ giá trị ở bên trong, nó đều hướng tới như vậy. Cái mong muốn của mình về một cái tổ chức hạnh phúc, một cái tổ chức gọi là một cái happy business, làm sao hài hòa giữa các cái vấn đề từ chuyện kinh doanh đến chuyện chất lượng cuộc sống của mọi người. Thì mục tiêu cuối cùng của tổ chức là làm cho các cá nhân happy.